Con nhớ nghề quá, con nhớ sân khấu quá. Con phải làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ hiểu, mẹ hiểu mà con. Bây giờ con phải cố gắng lên cho mau khỏe con ạ. Để con còn thực hiện những ước mơ còn dang dở của con. Mẹ bảo con phải cố gắng thế nào bây giờ? Từ diễn viên múa mà bây giờ đến việc đi lại bình thường thôi con cũng không làm được, thì con còn ước mơ. Ước mơ có nói gì? Ước mơ có nói gì nữa hả mẹ? Con ơi, con cứ yên tâm để chạy chữa. Cho dù phải tốn kém bao nhiêu, mẹ cũng cố gắng hết sức. Thôi, mẹ đừng giấu con nữa. Con biết mà, con không thể và không bao giờ có thể trở lại sân khấu được nữa đâu mẹ ạ. Con, tại sao con lại biết con như thế? Con vẫn còn trẻ, con có thể làm lại được cuộc đời của mình. Con không làm diễn viên múa thì con vẫn làm được nghề khác mà. Nghề khác? Con còn làm nghề gì khác được nữa đâu hả mẹ? Giá như buổi tối hôm ấy mẹ không gọi điện giục con về sớm, thì bây giờ con đã không phải ngồi xem đất trục nhát thế này rồi, mẹ có hiểu không? Làm như thế
em mất. Từ khi em mới sinh ra, một thân một mình, mẹ em vừa đi làm, chăm sóc, yêu thương, còn tình cảm nào hơn thế nữa không ở đây. Từ khi em bị tai nạn giao thông, mẹ em đã không quản ngại khó khăn vất vả, ngày đêm chăm lo chạy chữa cho em. Vậy mà em lỡ đổ lỗi cho bậc sinh thành gia đình hay sao? Em đúng là một người sống ích kỷ, một đứa con bất hiếu. Các chị bảo em còn làm được gì ngoài việc ngồi trên chiếc xe lăn này mà than vãn? Em mất tất cả, em mất sự nghiệp. Bây giờ em chỉ là một thằng tàn phế, một thằng tàn phế trong mắt mọi người thôi, chị có hiểu không? Bây giờ em sống cũng chỉ thêm gánh nặng cho mẹ em mà thôi. Sao con lại nói như thế? Mẹ không cần biết con của mẹ trong mắt mọi người ra sao. Mẹ chỉ cần biết rằng con của mẹ từ bé đến lớn luôn là đứa con ngoan, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Kìa Đại, cậu nghĩ cậu chết đi là xong à? Còn mẹ cậu, còn cái gia đình này, ai sẽ là người chăm sóc, là chỗ dựa cho mẹ cậu khi về già? Em nghĩ đi, em bị như thế này là do ai? Do chính em, chứ không phải do ai khác cả. Vì em ham vui quá chén, ăn nhậu với bạn bè, say xỉn, rồi tham gia giao thông, không làm chủ được tốc độ, nên mới xảy ra hậu quả như thế này. Cô xin các cháu, đừng trách em Đại nữa. Sự tổn thương lúc này, em nó chưa sẵn sàng vượt qua. Cô Liên, cô đừng yếu đuối như vậy nữa. Cô phải nói cho em hiểu chứ. Ở ngoài xã hội, có biết bao vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến bao gia đình phải sống trong cảnh chia ly. Có biết bao người phải sống cuộc sống thực vật, vậy mà họ vẫn muốn níu giữ sự sống. Còn em vẫn may mắn giữ được mạng sống của mình. Vậy mà em định hủy hoại nó hay sao ở đây? Đại ơi, có những người trước khi ra đi mãi mãi vẫn kịp hồi sinh cho nhiều cuộc đời khác, bằng cách họ hiến một phần cơ thể mình cho đời, để trái tim của họ vẫn còn đập trong cơ thể người khác. Con người của họ vẫn được nhìn thấy ánh sáng của dương gian. Còn cậu thì sao? Em ơi, cuộc sống là giá trị lớn nhất. Mỗi người chỉ được sống có một lần. Em tự gây tai họa cho chính mình thì phải chấp nhận, tự mình đứng lên để làm lại cuộc đời. Em nhìn đi, mẹ em trước đây vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động của xóm, của làng, là người tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, của nhà nước. Vậy mà giờ đây, mẹ em lại trở nên ngại ngần, xấu hổ và mặc cảm với mọi người. Em nghĩ đi, mẹ em có đáng phải chịu đau khổ như vậy không? Có những người trước khi sinh ra đã không được nhìn thấy ánh sáng, không được nghe thấy những âm thanh, nhưng họ vẫn vươn lên để sống, để làm một người tốt cho xã hội. Cậu nghĩ cậu hơn hẳn họ không? Còn em, cha mẹ sinh ra em cho em cơ thể hình hài lành lặn, vậy mà em không biết giữ gìn, chăm sóc cơ thể, để xảy ra tai nạn giao thông. Giờ đây, em chỉ biết ngồi đây để đổ lỗi cho người khác. Thời gian đấy, em còn làm được nhiều việc có ích cho bản thân, cho gia đình và cho toàn thể xã hội. Cơ thể có thể bị khuyết tật, nhưng em đừng để tâm hồn bị khuyết tật. Đấy mới là điều đáng trân trọng em ạ. Chào Đại, chào tất cả mọi người nhé. Sắp tới, Hội Khuyết Tật có tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ. Anh muốn tới đây để mời em biên đạo cho chương trình nhân đạo từ thiện đấy. Có thể cho mình gần Đại được không? Anh lại đây. Đại ơi, Đại,
Anh tin em sẽ làm được. Mình có nghị lực, có nhiệt huyết, mình sẽ làm được em ạ. Mà em có biết không, những người vận động viên bị thiếu chân mà họ thi vẫn được huy chương vàng Paragame đấy. Em cố gắng lên nhé. Cố lên em, đừng từ bỏ ước mơ của mình vì một trở ngại nào đó. Cố lên Đại nhá, cố lên cậu nhá. Cố lên con, mẹ tin con sẽ làm được mà. Hãy cố lên con nhé. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì thời gian vừa qua đã để mẹ phải lo lắng cho con. Còn con cảm ơn mẹ, em cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em thức tỉnh để giúp em được hồi sinh.